out again. Xin mời tất cả chúng ta thành tâm hướng về Kim Thân Đức Phật để lễ bái Tam Bảo. Arahang Samma Sambuddho Phagawa Buddhang Phagawantang Apiwadeimi Swakato Phagawata Thammo Thammang Namassami Subhatibhano Phagawato Savakasangho Sankhang Namami. Chúng đệ tử xin thành kính đảnh lễ ân đức Tam Bảo. Đức Phật là đấng pháp vương vô thường, tự ngài để bẻ ghẻ bánh xe sanh tử luân hồi là phước tiền của chư thiên và nhân loại. Đệ tử xin thành kính tỉnh lễ giáo pháp, những lời dạy thiết thực của Đức Phật có công năng hướng thượng trị lành những căn bệnh phiền não của chúng sanh. Đệ tử xin thành kính tỉnh lễ Tam Bảo, cung xin đệ tử xuất gia của Đức Phật, các ngài đã đang và đi trên con đường bát chánh đạo, dẫn đồ Tam Bảo đưa dò đến chúng ta, quý vị tu nữ. Chư Việt Nam tín nữ nhất là tập thể chí chủ, nguyên nhân tâm vua tại chùa xử lý cuộc sống hôm nay từ sự an vui và tiến hóa trong chánh pháp Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư tăng, kính thưa quý vị tín nữ và toàn thể chư Phật tử, có buổi lễ cúng dường đặc biệt. Và có lẽ là hôm nay cũng khá là đặc biệt hơn so với các cái chùa khác của cái mùa lễ dân y tắm mưa. Và hôm nay thì được lời tỉnh mời bên gia đình thí chủ cũng như là sư cả chủ trì chùa Siêu Lý Quận 6 này. Chúng tôi đến đây để chia sẻ quý vị với cái đề tài là truyền thống Phật ban. Tức là truyền thống một Phật ban hành á. Dạ. Hôm nay chúng tôi muốn gửi đến quý vị để thấy được cái tầm vóc, cái ý nghĩa của buổi lễ mà hôm nay quý vị đang ngồi đây để làm, để hành lễ, để cúng dường. Bởi vì khi nào quý vị thấy được cái ý nghĩa đó, thì lúc đó chúng ta mới cảm thấy hoan hỷ được nhiều hơn và thấy được cái vị trí của mình, thấy được cái trách nhiệm của mình với bản thân, với sự trường tồn của Phật Pháp ra sao. Thì kính thưa quý vị, thì trên màn hình, với những câu hỏi giống như mỗi khi mà chúng tôi đến với lại công ty giày Thái Bình, từng câu hỏi có câu đáp án trả lời và mỗi câu trả lời đúng có phần thưởng để tưởng khích lệ, để động viên chúng ta trong cái việc chúng ta thính pháp và nghe pháp. Và nội dung thì thôi bây giờ chúng ta sẽ giả tuần tự trình bày với những nội dung mà chúng ta sẽ thấy trên bảng. Cái chữ màu tím màu mờ quý vị có nhìn thấy được không? Đó là truyền thống Phật ban. Tức là những cái truyền thống trong Phật giáo mà do chính Đức Phật đã ban hành mà được truyền thừa mãi đến hôm nay, đó là 26 thế kỷ qua vẫn được duy trì, vẫn được truyền thừa mãi cho đến bây giờ. Và hôm nay tất cả quý vị ngồi đây, chúng ta cũng là những thành viên, là những bàn tay đóng góp cho truyền thống này được tiếp tục kế thừa và truyền thừa về sau này nữa. Thì mong là cái thời pháp thoại này sẽ giúp cho tất cả quý vị nào tham dự buổi lễ hôm nay, cũng như đặc biệt là bên thí chủ đã đóng góp một phần lớn để thành tựu cái truyền thống này. Trên màn hình thì sư có tới 15 chiếc lá bồ đề, nhưng mà câu hỏi thì không có nhiều như thế đâu. Cái nội dung trong này chỉ có được 5-6 lá thôi, vì cái thời gian chúng ta cũng vừa đủ chứ không có nhiều lắm. Bây giờ trong các truyền thống thì có lẽ chúng ta cũng biết một số rồi đúng không ạ? Theo quý vị thì những truyền thống nào mà được chính Đức Phật ngài ban hành mà được chư tăng truyền thừa mãi cho đến bây giờ? Và đặc biệt là có những truyền thống mà bây giờ chỉ còn bộ phái của Phật giáo Nguyên Thủy gìn giữ thôi. Các cái bộ phái khác, các cái trường phái khác nó dần dần nó giảng đơn đi và gần như là không còn nữa. Cái đầu tiên chúng ta thấy đó là cái phần thọ giới, sa di và tỳ kheo. Đây cũng là một cái truyền thống mà ở đây có quý vị nào từng giữ cái lễ xuất gia tỳ kheo chưa? Có chưa ạ? Giơ tay lên xem thử coi. Bao nhiêu người giữ lễ xuất gia đó? Vậy là số còn lại ít lắm nha.
bà con ngồi vòng ngoài chắc nhiều đúng không? Những Phật tử vòng ngoài chắc dự nhiều. Lễ xuất gia tỳ kheo là từ một vị sa di ông giới tử mà để chính thức được thọ cụ túc giới đó. Và thì đó cũng là những cái nghi lễ rất là đặc biệt mà nó đòi hỏi số lượng chư tăng, và trong đó nó đòi hỏi cái mục thứ hai, đó là kiết giới Sima. Cái nơi nào không có Sima, chư tăng không làm lễ thọ cụ túc giới được. Cho nên cái Sima nó dính liền với tuổi thọ của chư tỳ kheo tăng. Tức là cái Sima là cái nơi mà trước đây trong một bài viết thì sư ví giống như là cái nhà bảo sanh của chư vị tỳ kheo vậy đó. Tức là phải được chư tăng nhìn nhận và tuyên ngôn trong vòng Sima. Ngoài Sima thì không có tính, riêng vị sa di thì được, nhưng mà tỳ kheo là một thành viên của tăng, tăng đoàn thì bắt buộc phải nằm trong Sima. Cho nên hầu như chùa nào cũng có một cái Sima, thường là ngôi chánh điện chúng ta đang ngồi, xung quanh cái chánh điện. Dạ. Đó là cái thứ hai. Mà cái Sima này thì quý vị biết thì bây giờ theo sư tìm hiểu thì chắc có lẽ chỉ còn mình Phật giáo Nguyên Thủy còn thôi. Cái lễ kiết giới Sima nó quan trọng, mà thường chúng ta thấy chỉ ngũ sắc mình kéo vòng vòng chánh điện đó, bốn cái cột rồi mỗi người chuẩn bị sẵn dao kéo để chư tăng tụng kinh xong đó mình xin cái sợi dây đó về cho các cháu đeo đó, mà giống như một trận chiến sắp xảy ra đó, là để tại vì đông quá chi không đủ thì ai cũng tranh thủ cũng muốn xin được một đoạn để về đeo tai đeo cổ, hoặc là đôi khi các cháu để gối nằm cho em bé nhỏ nó dễ ngủ, thì tùy theo đức tin của mình thôi. Dạ. Đó là cái một trong những cái truyền thống mà Đức Phật ban hành mãi cho đến bây giờ vẫn còn. Dạ. Tất cả những truyền thống này giống như con số ban đầu mà sư đã hiện lên trên màn hình cho quý vị là con số bao nhiêu? 26 thế kỷ qua vẫn còn tồn tại. Dạ. Cái mục thứ ba là dân y tắm mưa vào hà, tức là cái buổi lễ hôm nay quý vị đang ngồi đây. Tất cả bên đạo tràng Giác Bửu Hoa, công ty giày Thái Bình cũng như tất cả những vị mà tham dự cái buổi lễ này, thì chúng ta thấy là luật lễ dân y tắm mưa vào hà chúng ta thấy nó bình dị lắm. Nhưng mà cũng do Đức Phật ngài ban hành mãi cho đến hôm nay mà chư tăng vẫn còn gìn giữ được, các Phật tử thiện nam tín nữ vẫn còn duy trì cái luật này. Một trong những điều mà chúng ta không nghĩ rằng không phải là cái lễ dân y nào nó cũng là dân y tắm mưa. Thời gian trước khi nhập hạ có một tháng thôi là chư tăng được nhận và xài để gọi là giống như cái khăn chọn tắm của mình vậy đó. Yeah. Và để tránh đi ướt cái bộ y chính. À, chút xíu nữa sư nói đến cái câu chuyện đó sao. Cái mục thứ tư là một cái truyền thống dân y ca thi ná. Ở đây chắc là bà con mình cũng giữ hết rồi phải không? Dân ca thi ná nhiều, chúng ta nhiễu Phật ba vòng chánh điện đó. Thật ra thì cái nhiễu Phật ba vòng chánh điện là quy mô và nó hoành tráng nhất của buổi lễ. Nhưng cái trung tâm của buổi lễ thì không phải nằm đó. Mà trung tâm buổi lễ nó nằm ngay chỗ chư tăng ngồi trong Sima tụng á. Tụng mà ngồi lại chư tăng nhờ Suna, Tú Mê, Phàn Tê đó đó. Cái giai đoạn đó là giai đoạn cực kỳ quan trọng. Lại dính líu tới cái mục thứ hai, đó là cái Sima. Tuyên ngôn tăng sự đó phải nằm trong Sima nữa. Cho nên nếu vị nào mà trong đời một người Phật tử mà chưa có giữ được cái giới Sima lần nào, nếu có thì tranh thủ đi, để cho chúng ta biết được ít nhất một lần, chứng kiến được cái, chúng ta không hiểu gì đâu, nhưng mà biết được cái lễ nó quan trọng đến mức độ nào mà chư tăng phải làm kỹ như vậy. Và cái mục thứ năm là trì bình khất thực, tức là cái lễ cúng dường đặt bát. Như ban tổ chức hôm nay mình có để bát đúng không? Có cúng dường đặt bát. Dạ. Thì đây cũng là một cái truyền thống mà từ thời xưa Đức Phật đã như thế rồi. Lần đầu tiên đi về quê, về Ca Tỳ La Vệ để thăm lại vua cha và hoàng tộc thì Đức Phật vẫn đi trì bình khất thực. Chứ không có đi thẳng vào kinh thành, cũng không có thẳng vào cái ghế, cái ngai vàng mà ngày ngồi ngày xưa đâu. Dạ. Bởi vì đó là tục lệ chư Phật ba đời. Và sau này chư tăng cũng tiếp tục kế thừa truyền thống đó. Cho nên khi nào có thí chủ mời cúng dường trai tăng tận tư gia thì được phép đi, bằng không thì vẫn phải đi khất thực ở ngoài làng, ở ngoài phố. Thì hôm nay chúng ta còn cái mục thứ sáu nữa, hồi nãy chị ngồi trên xe chị đánh chưa có kịp. Và còn một cái tục nữa, xin lỗi phải tục, đây là một truyền thống luật, đó là cái lễ Bồ Tát. Cái từ Bồ Tát thì quý vị cũng từng nghe đúng không? Lễ Bồ Tát hay là cái ngày Bồ Tát giới đó, là cái ngày mà Phật tử hay vào chùa ở cả ngày để tu tập. Đó là ngày rằm 30. Hai ngày đó là ngày chư tăng phải ngồi lại tụng giới bổn Ba Thi Mốc Kha, giới của chư tỳ kheo. Và phải tụng và phải truyền thừa liên tục như vậy đó, thì để nhắc nhở trong cái giới hành của chư tỳ kheo trong việc gìn giữ cũng như là cái cách xử lý khi mà có một số vấn đề nó xảy ra. Đó cũng là một cái truyền thống mà bây giờ không biết những tông phái khác thì như thế nào, nhưng mà bây giờ chư tăng vẫn còn gìn giữ vào ngày rằm, ngày 30 hoặc là 29 tháng Thiếu.
Chư Tăng phải vào, cũng vào Sima để tụng. Nếu mà tụng hết thì có lẽ là khoảng 45 phút. Còn nếu mà tụng tóm tắt thì 15 phút là xong. Dạ. Mà thường thì Chư Tăng vẫn giữ cái truyền thống là học thuộc lòng 227 giới đó. Rồi, kính thưa quý vị, đây là một số tiêu biểu mà truyền thống này không phải do dân gian, không phải do các thời kỳ hậu Phật giáo mà đề cử ra, mà đây là chính do Đức Phật ban hành. Ngài dạy Chư Tăng phải sống như thế để giúp cho cái sự hòa hợp trong tăng đoàn, để giúp cho thành cái giềng mối để Chư Tăng sống có quy củ. Dạ. Thì hôm nay trong cái buổi lễ này tại đây, trong các truyền thống mà sư đã mới giới thiệu sơ qua thì chúng ta có được mấy truyền thống trong ngày hôm nay? Mấy à? Hôm nay cái buổi lễ này chúng ta có làm một cái việc rất ý nghĩa, đó là chúng ta kế thừa và tiếp tục truyền thừa lại hai truyền thống. Đó là mục số mấy quý vị? Và đó là mục số 3 là dân y tắm mưa vào hạ hay là chuẩn bị vào an cư kiết hạ. Và thứ mấy nữa? Và số 5. Ban đầu sư không có nghe nói có chương trình đặc bác, nhưng mà sau đó thì sư cả chủ trì có báo là có đặc bác. Dạ. Thì cái đó cũng là cái điều hay để cho bà con mình có dịp được cúng dường, được lặp lại, gìn giữ cái hình ảnh Chư Tăng đi trì bình khất thực. Dạ. Rồi, bây giờ tiếp theo nha. Lễ dân y tắm mưa Phật giáo Nguyên Thủy truyền thừa đến nay được bao lâu? Tức là cái buổi lễ mà chúng ta hôm nay cử hành được truyền thừa, được lặp đi lặp lại hàng năm như vậy đến nay được bao nhiêu năm rồi? Bây giờ đây sẽ có hai đáp án. Dạ, câu A đó là được 2566 năm, và câu B là hơn 2566 năm. Vị nào biết thì giơ tay lên, đừng trả lời tập thể, trả lời tập thể không biết mời ai luôn á. Một người giơ tay, hai người giơ tay, ba người giơ tay. Không, biết chút xíu thì đừng nói, ta chỉ cần giơ tay thôi chứ không cần phát biểu. Sư muốn mời cái cô ngồi dưới kia đi. Đúng, đây đúng rồi đó, dưới nữa. Dạ đúng rồi, đúng rồi, tóc dài dài đấy. Rồi, theo cô thì chọn A hay B? Chọn câu B. Chắc không? Có ai chọn câu A không? Có người chọn câu A. Ai chọn câu A đâu, giơ tay lên kìa. Một người, hai người. Như vậy là còn lại mình đồng tình với câu B hết à? Phải không? Rồi nhìn lên bảng nha. Dạ xin chúc mừng cô, đó là câu B. Dạ. Tại sao chúng ta không chọn câu A? Khoan khoan, để phần quà này mình thưởng quà trước đi nha. Cái người đầu tiên sư muốn tặng cho cái chữ bình an. Chắc cái nhờ cái chị nào ở trên này bước xuống. Dạ. Trên này bước xuống. Chứ đây đi. Dạ, gửi xuống dưới sư. Đúng rồi, anh Thiện Nam này ngồi gần đây đi, có gì sư nhờ chạy cho nó dễ. Dạ. Kính thưa quý vị, tại sao câu A chưa được chọn? Tại sao câu A chưa được chọn? Câu A thì không có sai mấy đâu, nhưng mà nó chỉ khác nhau có chữ hơn thôi, đúng không? Dạ. Câu A 2566 đó là năm Phật lịch. Mà Phật lịch thì được tính từ khi nào? Từ khi Đức Phật còn hiện tiền hay là Đức Phật Niết Bàn? Đức Phật Niết Bàn. Từ khi Đức Phật Niết Bàn đến nay là 2566 năm. Nhưng cái luật này Đức Phật đã ban hành lúc Ngài còn sống, đúng không? Trước đó, ở đây sư không để cụ thể con số 5, chỉ biết là chắc chắn là phải hơn con số này là an toàn nhất, bởi vì tìm con số chính xác rất là khó tìm quý vị. Như vậy thì câu đầu tiên này nó đơn giản thôi, nhưng để chúng ta thấy một ý nghĩa là gì. Cái lễ hôm nay quý vị ngồi đây, hay là những cái lễ khác chúng ta từ đây cho đến rằm tháng 6 âm lịch, chúng ta nhiều chùa là tiếp tục tổ chức cái buổi lễ này, để chúng ta thấy rằng lễ dân y tắm mưa này nó không giống như những cái lễ trong năm khác, không giống như lễ Cá Thí Ná. Mà tháng 2, tháng 3, tháng 4 quý vị cúng 1000 bộ y cũng không giống cái lễ này luôn. Cái lễ này chỉ một tấm vải khổ mét 2, mét 4 gì đó, dài khoảng 2 mét, 2 mét rưỡi để Chư Tăng quấn trong cái việc đi tắm rồi
mùa mưa để cho đừng ướt bụi chánh, tại ngày xưa dùng tâm uy của bác. Dạ. Như vậy thì chúng ta thấy là hôm nay một cái điều may mắn, một cái điều diễm phúc là chúng ta được ngồi, được chứng kiến, được cúng dường một cái nghi lễ mà được Đức Phật Ngài truyền lại, Ngài cho phép hơn 26 thế kỷ qua. Bây giờ trên thế giới này quý vị lên Google mà search đi thì tìm coi có những cái truyền thống nào mà 26 thế kỷ không? Suy nghĩ có khả năng là không còn, mà nếu có, qua chăng là đó là Ấn Độ. Truyền thống của Bà La Môn còn, có thể đâu đó còn những cái truyền thống khác. Cho nên hôm nay quý vị thấy con số 26 là con số rất bình thường, nhưng không phải là 26 năm nữa, mà đó là 2600 năm. Mà truyền thống này vẫn được tiếp tục. Như vậy thì cái truyền thống này tiếp tục là nhờ đâu? Nhờ đâu? Nhờ phía chư Tăng hay là nhờ phía Thí Chủ? Cả hai. Nhưng mà cái nào quan trọng hơn? Phải có chư Tăng bây giờ mới cúng dường, đúng không? Chứ bây giờ chư Tăng mà không còn sao cúng? Cái y này cũng không cúng cho quý cô tu nữ được nữa. Các vị sa di xài được, nhưng mà dân thường thôi, chứ gọi là làm lễ chính thức là săn khách sa đê má không được luôn. Cho nên đó là những yếu tố mà hôm nay chúng ta lại góp một bàn tay để gìn giữ cho truyền thống này. Quý vị thấy nó bình thường, nhưng mà rồi năm tới lại người khác lại tiếp tục gìn giữ, tiếp tục truyền thừa nữa. Quý vị thấy con số khủng khiếp không? 2600 năm mà vẫn còn tiếp tục mãi như thế, không phải một lần. Mà ở Việt Nam chúng ta là mấy chục ngôi chùa, là mấy chục cái buổi lễ. Qua Thái Lan, Campuchia, Lào, Myanmar, Sri Lanka, tất cả những đất nước nào mà có Phật giáo Nguyên Thủy, Nam Tông sinh hoạt là đều có cái buổi lễ này cả. Không biết quý vị thấy như thế nào, nhưng mà riêng bản thân sư thì một chút gì đó ngưỡng mộ cái truyền thống. Thành ra khi mà chạm đến những cái truyền thống lâu đời, tự nhiên mình cảm thấy vui và thấy nó có cái gì đó nó thiêng liêng lắm quý vị. Chứ không phải như một cái cuộc đại lễ bố thí mà chúng ta thỉnh cả ngàn vị, đó là phước cúng dường bố thí. Nhưng ở đây muốn nói đến về thời gian truyền thừa, trong đó có sự đóng góp của quý vị nơi đây. Quý vị thấy vậy đặc biệt không? Đặc biệt chứ. Còn nếu quý vị mà không thấy đặc biệt, tức là chúng ta không có quan tâm mấy đến cái sự truyền thừa Phật Pháp, không có quan tâm đến cái sự tồn vong, hưng thịnh hay là suy đồi của Phật Pháp. Tại cho chúng ta, ô cúng nào cũng là cúng, thì mơ mốt ở đây cúng không được, thì mơ mốt tôi mua bộ y tôi cúng cũng được. Nhưng cái y đó là y cà sa, phước của cái y cà sa. Hôm nay là mảnh vải cà sa, nhưng dùng trong cái nghi lễ được truyền thừa do Đức Phật ban hành, mà chỉ dừng trong thời gian ngắn, một tháng trước mùa an cư kiết hạ. Nó khác. Dạ, trước rằm tháng 5 không được á. Từ rằm tháng 5 tới rằm tháng 6 á. Dạ. Rồi, đó là cái câu đầu tiên. Quý vị có thấy mình may mắn hôm nay ngồi đây không? May mắn không? May mắn là hình như là biết là đến đây cũng được miễn phí, không? Không tốn tiền xe, công ty đưa đi. Và hôm nay thấy được một ý nghĩa, không biết sao thì sư lại thích làm sao để cho Phật tử thiện nam tín nữ mình thấy được cái tầm vóc của lịch sử và cái trách nhiệm, cái sự đóng góp của mình vào cái chuyện truyền thừa đó. Còn nếu như mà bố thí từ thiện lũ lụt miền sâu, miền xa vân vân, thật ra chúng ta làm 1.000, 2.000 thước vải cũng được, đúng không? Nhưng mà nó không phải là 26 thế kỷ qua được tiếp tục truyền thừa lại. Và đặc biệt là điều luật này được chính Đức Phật Ngài ban hành. Rồi, bây giờ qua câu số 2. Ai là thí chủ đầu tiên dân y tắm mưa đến chư Tăng? Câu này nghe rất là dễ. Dạ, nhưng mà cái câu này vào lễ dân y mà hỏi câu này thì lại là gặp nhiều khó khăn. Dạ, có sự bàn cãi cũng khá là nhiều. Đây sẽ có 3 đáp án. Câu A, đó là trưởng giả cấp cổ độc. Cái hình ở bên phải đó là cái cảnh mà trưởng giả đang lót vàng mua đất để làm cái chùa Kỳ Viên á. Dạ. Câu B, đó là ngự y Chiêu Cá hay là lương y Chiêu Cá, một thầy thuốc lừng danh, có thể là so sánh không thua gì Hoa Đà của Trung Hoa cổ. Dạ. Thời đó mà ông có thể mổ sắp ruột lại, ông có thể mổ phần đầu và mổ cả hộp sọ đó. Tại vì ông cũng có dính yếu tới chức y. Cái thứ ba đó là đại tín nữ Quý Sa Kha. Hình ảnh bà Quý Sa Kha đang phục vụ cho cha chồng ăn cơm, thì có một vị sư đến khất thực. Bà mới nói là
xin mời Đại Đức đi qua những ngôi nhà khác đi, ở đây cha chồng tôi ăn đồ cũ không à, cái câu chuyện đó đó. Vì câu nói đó mà cha chồng đòi đuổi cô về nhà ba mẹ của mình, và sau đó thì vân vân, câu chuyện còn rất là dài, nhưng mà đó là câu chuyện về tính nữ quý sa kha. Rồi câu này ai trả lời? Sư trước nhất là giơ tay. Những vị mà gọi là liệt vị mà trả lời sớm trước khi giơ tay là mãi mãi không bao giờ tới phiên mình. Vì quý vị phạm quy. Câu này thì xin phép là hỏi bên tín nữ đi nha. Tại vì cái câu này nó liên hệ đến... ưu tiên người dùng sâu dùng xa cái nha. Cái cô mặc áo kế, cô mặc áo vàng, cô giữa cô này giơ tay trước nè. Đấy đó, cô mới quay ra sau đó mặc áo dài, không có cổ áo vàng. Dạ đúng rồi, đang vỗ ngực đó. Dạ, khỏi cần xưng tên, chỉ cho đáp án được rồi. Không, cô mặc áo trên này, đeo cái kiền trên tay nè. Đeo cái kiền, dạ đúng rồi. Câu nào à? Câu C. Đại tín nữ quý sa kha. Có ai chọn câu A không? Bao nhiêu người chọn đồng tình với cô này là chọn câu C đâu, giơ tay lên rồi. Chà muốn hết luôn vậy hả? Như vậy thì có lẽ là cô được 99% rồi. Dạ xin chúc mừng, đó là tín nữ quý sa kha. Câu 2 này thì sư muốn tặng một cái phần khác. Hôm nay chúng ta không có phần sổ số trúng thưởng vì thời gian không có. Có chuẩn bị hoài nhưng mà thời gian không có, thành ra không có làm cái phần sổ số trúng thưởng được. Câu này thì phần quà vậy đi kìa. Tặng này nha. Dạ cái này của Ấn Độ á. Dạ đem xuống tặng sư. Kính thưa quý vị, cho sư 2-3 phút giải thích câu này. Tại sao chúng ta không chọn câu A? Câu A là trưởng giả cấp cô độc Anathapindika liên hệ rất là nổi tiếng đến chùa Kỳ Viên, đúng không? Cái chùa mà ông và gia đình, vợ con mà dùng chút hết cái tài sản trong ngân hàng đó, mà nói chung là ở Sài Gòn mình bao nhiêu ngân hàng là đi rút hết, về rồi lót đất, để mà lót tới đâu là mua đất tới đó, để làm cái chùa Kỳ Viên cúng dường cho Đức Phật và Chư Tăng. Còn cái y dân y tấm mưa này không có liên hệ đến ông. Cái trường hợp thứ hai là ông ngự y chi quá cá thì có liên hệ cái tấm hình mà cho quý vị xem, ông đang quỳ dâng một sấp vải đến Đức Phật. Và ông là người đầu tiên thỉnh Đức Phật cho phép ban hình điều luật là cho hàng cư sĩ tại gia được cúng dường vải mai y đến Chư Tăng. Và ông là người đầu tiên dâng vải mai y của thí chủ. Còn trước đó là Chư Tăng mặc phấn tạo y băng sắc la chi quá rá là lượm vải từ đống rác từ Tha Ma Mộ Địa để làm y mặc. Nhưng ông Lương Y Ngự Y Chi Quá Cá là người đầu tiên thỉnh Đức Phật, và Đức Phật cho phép là dâng cái sắp vải vì ông trị bệnh cho một ông vua ở Lân Bang. Và ông vua đó tặng cho một sắp vải rất là đắt giá, và sắp vải đó về mới hai sắp, một cái dâng cho Đức Phật, một sắp là dâng cho Chư Tăng để mai y. Và từ đó về sau hàng cư sĩ của quý vị mới có cơ hội được cúng dường vải mai y đến Chư Tăng. Trước đó chưa cho phép, cái luật đó chưa có. Cho nên liên hệ đến ông Chi Quá Cá chút xíu là như vậy. Riêng bà Đại Tín Nữ Quý Sa Kha, một hôm nọ thì đây là cái duyên sự để có được cái luật này, cái lễ hôm nay chúng ta ngồi đây. Bà thỉnh Đức Phật và Chư Tăng đến cúng dường tại nhà thì cho tỳ nữ đến chùa thỉnh, thì lúc đó mùa mưa mà Chư Tăng chỉ có tam y thôi. Thành ra khi mà đi tắm á, tắm mưa, tắm giặt vũ thì không có mặc y trên người. Thì tỳ nữ về báo bà, dạ không, cái đó không phải của chư tỳ kheo đệ tử Phật, mà đó của đạo Ní Ganh Thá, độ lõ thể của ngoại đạo. Thì bà biết là không phải, bà mới hỏi Đức Phật. Tức là lúc Chư Tăng đi tắm thì không có tấm vải để che thân á, để tắm. Thành ra bà mới thỉnh ý Đức Phật là từ hôm nay xin cho bà được cúng dường cái tấm vải để Chư Tăng lúc đi tắm quấn, để cái y tam y không có bị ướt, và tránh cái tình trạng giống như là bên đạo Ní Ganh Thá ngoại đạo của Ấn Độ lúc bấy giờ. Và Đức Phật đã cho phép. Từ đó thì cái luật dân vải y tắm mưa đến Chư Tăng được hình thành. Và bà là người đầu tiên dân y tắm mưa. Còn bà là người đầu tiên dân y cái thế ná không, thì cho đến bây giờ sư vẫn chưa tìm ra được cái tài liệu nào hết. Là bởi vì giai đoạn Đức Phật này cho dân y cái thế ná, lúc đó Chư Tăng còn mặc phấn tạo y. 30 vị tỳ kheo xứ Ba Va về thăm Đức Phật. Đó là 30 chàng công tử của xứ Kosala, gọi là Sufada,
đi về xuất gia và đi về thăm Đức Phật là chỉ mặc tam y thôi. Cho nên cái y Đức Phật cho phép cái luật ca thí ná đầu tiên đó thì chưa, theo sư tìm hiểu thì chưa thấy ai làm thí chủ cả. Nhưng được biết là chính bà Quý Sa Kha là thí chủ dân y tắm mưa trước khi vào hạ. Điều đó là điều chắc chắn. Và trong tăng luật có đề cập đến. Cho nên từ đó hình ảnh của bà Quý Sa Kha được tiếp nối rất là nhiều, đặc biệt là tín nữ. Thường là cúng dường bố thí là chúng ta thấy nữ làm nhiều hơn nam, đúng không? Nhiều hơn. Hồi chúng này ngồi trong chánh điện này sẽ thấy là tín nữ cũng nhiều hơn nam. Và dĩ nhiên là lên cõi trời thì tiên nữ cũng nhiều hơn tiên nam. Mà để làm thiên chủ thì lại là nam. Thiên chủ lại là nam nha quý vị. Bởi vì nữ có tính tâm nhiều nhưng mà thường là xu hướng mà tùy tùng theo nhiều hơn. Trụ cột trên cảnh giới chư thiên thì thấy vẫn thường là nam, là những cái tòa lâu đài lớn mà tùy tùng rất đông. Ngay cả Đức Trời Đế Thích cũng là nam giới. Dạ. Cho nên từ đó về sau thì hình ảnh của bà được tượng trưng cho là một người tín nữ hộ pháp bố thí cúng dường. Bà có một cái đặc hạnh nữa, đúng ra là tới 8 điều lận. 8 điều bà xin với Đức Phật. Thí dụ thế này, nếu như có chư tăng bệnh mà không có đi khất thực được đó, bà xin phép được là cho người đem vật thực đó để cúng dường cái vị đó khỏi phải đi khất thực. Và ngay cả có người bệnh nặng thì các sư nhỏ khác mà nuôi cái sư bệnh á, thì bà được xin hộ độ luôn, thì cái sư đó cũng không phải đi khất thực. Hoặc là chư tăng khách mới đến chưa biết đường đi nước bước đi khất thực ở đâu, thì lúc đó nhớ là không có hộ tăng ở trong chùa, không có người nấu, cho nên là phải đi khất thực cả, thì bà được xin phép hộ độ cho những vị sư khách mới đến. Hoặc là có những vị chuẩn bị ngày mai đi xa, cần những lương thực hay là cần những cái thứ gì cần đi xa, bà xin được hộ độ riêng cho những vị chuẩn bị đi xa. Dạ, trong đó có cái dân y tắm mưa này nữa nè. Dạ, cho nên mình thấy là bà đến bà hộ độ chư tăng chu đáo lắm. Bà thường bà đến đảnh lễ Đức Phật xong đi về, bà hay giáp vòng vòng chùa, đi vòng vòng chùa, không phải là đi dòm ngó. Đặc hạnh của bà đi coi chư tăng cần cái gì, cái nhu cầu đời sống chư tăng thiếu cái gì, cần cái gì, có vị nào bệnh hay không, để bà lo, bà hộ độ. Cho nên đó là một những đặc hạnh mà những Phật tử ngày nay, đặc biệt là những vị mà có khả năng làm những thí chủ dân y hay là những thí chủ lớn, chúng ta cũng nên tìm hiểu lại cuộc đời của bà Quý Sa Kha, để chúng ta là cái người kế thừa gọi là hậu duệ của bà đó, làm cho nó đẹp cái mỹ danh của bà. Không phải là bố thí cúng dường không, bà đó là sự quan tâm rất lớn đối với đời sống của chư tăng. Cho nên hình ảnh đó thì hôm nay thường cái tên Quý Sa Kha này được Phật tử, được chư tăng chọn để đặt pháp danh nhiều lắm. Đúng ra như là cô Cúc của Thái Bình Xu này cũng đáng mệnh danh là một Quý Sa Kha của thời đại này. Tức là cô lo đến chư tăng, ngay cả mà đi thuyết pháp thì cúng dường pháp thí xong, cô còn lo cúng dường về Tam Bảo, lo cúng dường đến cho những vị sư bệnh. Rất là chu đáo. Thật ra khó có nhưng mà ít lắm, khó tìm được những thí chủ, những người cư sĩ mà có tâm mà lo cho chư tăng như vậy. Và không chỉ là chư tăng mà có các anh chị em công nhân hay là trong ban lãnh đạo trong công ty cũng vậy, cô muốn tạo điều kiện cho mọi người đến được với Phật pháp. Giống như ngày hôm nay những Phật tử nào đến đây dự cái lễ, chúng ta thấy là cô sắp xếp để tổ chức làm sao để các anh chị em, các ban lãnh đạo trong công ty được đến để tự ta được chính thức mình dự cái lễ này để cúng dường. Đó là một những điều mà không dễ tìm thấy một cái công ty nào trên đất nước Việt Nam này. Suy nghĩ chắc có một chứ chưa thấy cái số 2. Có thể là có mà mình không biết. Hoặc là những công ty tầm cỡ nhỏ hơn. Đó là một trong những công đức rất lớn. Là không phải đem đến cái chén cơm cho anh chị em công nhân không, mà còn đưa đến cái trí tuệ, đưa đến cái kiến thức, đưa đến cái duyên lành Phật pháp. Cái đó là cái vô giá, cái đó mua không được thưa quý vị. Thật ra sẵn đây thì cũng xin được tán thán cái đạo tâm của cô rất là nhiều. Thật ra phải kêu bằng bà đó, hôm nay cũng lớn tuổi phải không? Nhưng mà quen kêu cô cho nó trẻ. Sẵn đây sư có một món quà gọi là đại diện tặng cho bên gia đình thí chủ, nhưng mà đặc biệt là cô á. Và đây là cây bồ đề Sri Lanka. Cây bồ đề này do chính Đức vua Ashoka từ Ấn Độ chiết cái nhánh mà cây Đức Phật này ngồi đó, đưa qua Sri Lanka trồng và được truyền thừa mãi cho đến bây giờ. Đây là quốc bảo của đảo quốc Sri Lanka quý vị. Bây giờ thì không cho mình lên đảnh lễ tận gốc, còn người ta sợ mình mang những bệnh bệnh từ nước ngoài vào đó. Bây giờ mình chỉ còn đứng với thềm dưới thôi. Và đây là phải nói là được bảo vệ rất là kỹ lưỡng.
Dạ, đến hôm nay vẫn còn sống nha. Cây này vẫn còn tươi tốt. Dạ, cách đây mấy năm đi thì vẫn còn tốt, không có dấu hiệu gì hết. Dạ, và được ghi trong Guinness Thế Giới là cái cây có, gọi là biên niên sử, là có sử liệu đầy đủ á, là một cái cây lâu đời nhất thế giới. Cây thông 5.000 tuổi có, nhưng không có lịch sử. Nhưng cây này là có nguồn gốc, có lịch sử hẳn hoi, và trở thành một trong hai cái tín vật lớn nhất trên đảo Sri Lanka. Cái thứ hai đó là chiếc răng nhọn của Phật ở tại đảo. Cô qua đó chưa? Chưa. Tới đây chưa? Chưa. Hy vọng là bóng mát bồ đề này vừa là che bóng mát cho cô, mà cũng vừa là che bóng mát cho cả công ty nữa. Một ngày nào đó để mọi người có duyên qua tới đó. Dạ. Nhưng mà các ban lãnh đạo cũng như là các anh chị em công nhân trong công ty mình có thấy bóng mát không ta? Dạ. Thật sự quý vị đang hưởng bóng mát của cô rất là lớn. Quý vị không thấy là quý vị vô tâm lắm. Và mình thiếu phước á. Cái người không thấy tức là người thiếu phước, không cảm nhận được cái phước báo đang đến với mình. Vì những công ty khác không dễ dàng có cái người bên trên mà quan tâm đến đời sống tinh thần, tâm linh cho mình như vậy đâu. Ở đây không phải là cô cúng dường rồi mình đi tân bốc mình khen ngợi, nhưng mà thật sự đó là cái tâm của cô. Mà trong mình xung quanh ai cũng thấy hết rồi. Rất là thành tâm thành ý. Dạ. Thì mong là bây giờ thầy thôi, ngày xưa bà Quý Sa Kha tại Ấn Độ, hôm nay tại công ty giày Thái Bình cũng lại thêm một bà Quý Sa Kha nữa. Dạ. Thì mong là cô luôn luôn là bóng mát cho anh chị em, cho những người có duyên với cô. Dạ, không phải là bóng mát về lương thực nữa, mà còn bóng mát về tinh thần, về tâm linh của mình nữa. Dạ. Thì mong là cô cũng nhiều sức khỏe để giống như cây đại thọ bồ đề này 2.000 mấy trăm năm nha quý vị. Cây này là 2.300 năm còn đấy. Cô thì không sao được 2.300 năm được, đúng không? Nhưng mà hãy sức khỏe thật tốt và đạo tâm luôn luôn kiên cố, để như một cái tàn cổ thụ cho những người đến xung quanh cô. Rồi, xin tiếp tục. Câu chuyện bà Quý Sa Kha kể là kể dài lắm, nhiều lắm. Dạ. Cái này thêm chút đi, bà có hạnh này nữa. Bà đi đến chùa, bà nghe pháp, nhưng bà giàu quá đi, cái áo tròn của bà đính ngọc, ruby và kim cương rất là nhiều. Mà trong thành sau cái thi thời đó chỉ có 3 mệnh phụ phu nhân có được cái áo tương đương thôi. Nó giống như hàng gọi là gì đó, hàng giới hạn gì đúng không? Mà giới hạn dùng tiền mua được, cả thành phố không ai mua được. Bà đi nghe pháp về bà quên ở chùa. Về tới nhà mới sai tiền nữ đến lấy, mà bà dặn là nếu như mà có ai chạm di dời là cúng chùa luôn không lấy. Đến mới biết là ngài Ananda đã đem đi cất, biết chiếc áo này chỉ có bà có, không ai có được. Thế là bà mới phát nguyện cúng dường. Nhưng mà thời đó thì Chư Tăng chưa có được phép nhận cái sự cúng dường bằng vật chất giá trị lớn như vậy đâu. Thì thế là bà mới phát mãi bán. Ai mua được bà dùng cái tiền đó để bà xây dựng chú xứ để cúng dường Chư Tăng. Không ai có tiền để mua. Thế là bà dùng cái tiền mặt của mình mua lại chiếc áo của mình. Với lấy cái tiền đó bà xây nên ngôi chùa đó là Búp Ba Ra Má Đông Phương Tự ở hướng đông của thành Sawatthi. Thành ra về Sawatthi chúng ta có hai ngôi chùa nổi tiếng là chùa Kỳ Viên và chùa Đông Phương Tự của ông Cấp Cô Độc và của bà Quý Sa Kha. Mà một chiếc áo tròn đó quý vị biết là tròn vô giá. Bây giờ chỉ cần 1-2 viên ngọc trên đó là mình mua đã nó khó lắm rồi. Nhưng mà bà cái phước bà quá lớn đi. Và thêm như bà Hoàng hậu Malika nữa. Dạ. À, và bà người thứ ba đó là mệnh phụ phu nhân của ông tướng quân Si Há. Sau khi mà chồng và 32 người con trai của bà bị âm mưu hãm hại chết ngoài trận rồi đó, thì bà làm lễ xong xuôi là đó là chiếc áo bà mặc cuối cùng đi đến đảnh lễ Đức Phật. Và từ đó về sau bà dẹp chiếc áo luôn, bà không mặc nữa. À, thì nói như vậy để chúng ta thấy là với một người tính tâm như bà Quý Sa Kha thì tất cả gì bà làm được bà làm hết á. Dạ, không có ngần ngại. Rồi, thôi giờ chúng ta qua tiếp tục nha. Giờ câu tiếp theo này, và đây là Kusinara, nơi Đức Phật viên tịch Niết Bàn. Một mùa hè dẫn mấy cháu nhỏ và số Phật tử đi. Dạ, có mai một cái y qua đó cúng dường. Cái y này là tương xứng với cái tượng 6 mét rưỡi của Đức Phật. Tại cái tượng 6 mét rưỡi thì mai cái y làm sao, nếu như Đức Phật này đứng lên thì mặc được á. Dạ, thành ra cái y khá là lớn. Ý nghĩa lớn nhất của dân y tắm mưa mùa an cư là gì? Tức là cái lễ hôm nay, ý nghĩa lớn nhất tức là có nhiều ý nghĩa, đúng không? Chúng ta hãy lưu ý coi ý nghĩa nào là lớn nhất. Này giờ chắc phải mời Thiện Nam cái nha. Nãy giờ Thiện Nam chưa trả lời.
ba đáp án. Câu A, đó là công đức phước báo lớn. Câu B, kế thừa truyền thống hộ tăng. Câu C, điều kiện cần để tăng nhập hạ. Xin lặp lại ba đáp án ý nghĩa lớn nhất của lễ dân y tắm mưa mùa an cư là gì? Câu A là công đức phước báo vô lượng. Câu B là kế thừa truyền thống hộ tăng. Câu C là điều kiện cần để tăng nhập hạ. Bây giờ câu này ưu tiên cho bên Thiện Nam các ơi. Có không? Có Thiện Nam nào giơ tay không? Đây. Theo anh thì chọn câu nào đây? A, B hay C? Thôi đừng nói vậy, bây giờ A, B, C chọn một câu. Câu C, bây giờ anh Thiện Nam này là chọn câu C là điều kiện cần để chư tăng nhập hạ. Có Thiện Nam nào có ý kiến khác không? Rồi, anh ở dưới mặc áo cổ đỏ đỏ. Câu B, bây giờ có hai ý kiến khác nhau rồi. Bây giờ giữa hai người này chúng ta xem coi ý nghĩa lớn nhất, tức là câu nào cũng có ý nghĩa đúng không quý vị? Nhưng chúng ta hãy chọn tùy theo quan điểm của từng người. Nhưng mà ai là quan điểm trùng với quan điểm của sư? Đấy là trùng với quan niệm của ban tổ chức của mình sư thôi, để mà nhận được cái câu đáp án đúng nhất. Rồi chúng ta nhìn lên bảng. Dạ, câu B. Thưởng trước cái đi nha. Như câu C như vậy không phải là câu sai đúng không? Nhưng mà theo sư thì nó chưa phải là lớn nhất. Thành ra sư vẫn tặng một phần quà để khích lệ cái câu C. Rồi còn... câu B dưới kia này tặng anh này một tặng cả kỳ quan thế giới đó. anh nè nè chuyện xuống cho anh dưới kia chùm. Đây là cái chuông sư thích là bởi vì nó có hai cái đầu voi. Voi là biểu tượng liên hệ đến kinh Phật nhiều lắm, mà tiền thân Đức Phật từng là voi chúa. Và hình ảnh con voi là sức mạnh, hiền từ, sức mạnh đỉnh đạt. Và thành ra sư gặp cái này sư rất là thích, đi đâu cũng tìm voi để mua. Rồi, chúc mừng anh. Rồi, bây giờ giữa ba ý kiến này, thứ nhất là cái công đức phước báo lớn là đúng rồi, không sai đâu, đúng không? Nhưng mà thật ra thì những cái lễ khác cũng công phước báo vậy. Lúc khác chúng ta cúng dường làm từ thiện xã hội cũng là phước báo lớn. Nhưng mà ở đây là gì? Nó liên hệ đến truyền thống 2600 năm. Còn điều cần câu này trúng 50%. Tức là thế này, khi chư tăng vào mùa an cư kiết hạ, nếu như không có thí chủ, dân y tắm mưa vẫn nhập hạ được. Nếu có thì tốt hơn, nhưng không có thì chư tăng vẫn nhập hạ. Tức là chư tăng lại không có cái y đó để tắm, mà thời nay thì chư tăng sẽ dùng y cũ. Y cũ. Chứ thứ hai nữa là bây giờ đa số là mình không phải hồi xưa là tắm mưa ngoài trời. Việt Nam mình này cái nó quen nhau từ thở tắm mưa. Tức là còn di đồng phải không? Còn bây giờ mình có nhà tắm hết rồi. Như vậy thì điều kiện cần có nghĩa là gì? Có để chư tăng vào cái lễ nhập hạ nó đầy đủ tốt, mà lỡ không có thí chủ vẫn không có sao. Còn cái thứ B, câu sư chọn câu B là ý nghĩa lớn nhất, là bởi vì đây là truyền thống. Với cái đề tài hôm nay sư gửi đúng vậy, đây là truyền thống Phật ban. Những truyền thống này không phải đời sau làm, không phải chúng ta bày ra, mà đây là truyền thống do chính Đức Phật ngài ban hành. Cái điều đó nó nói lên tinh thần của Phật giáo Nguyên thủy, là gìn giữ lại những truyền thống từ thời Đức Phật đến bây giờ. Cho nên hôm nay quý vị ngồi đây là chúng ta có thể là chư tăng không biết hết tên quý vị đâu, hay là những Phật tử đến để dự lễ ngồi cái vòng ngoài, hay là ở dưới chai đường, không sao cả. Tất cả hôm nay cái sự có mặt của quý vị, thiện tâm quý vị đến đây đã giúp cho hình thành một cái khối phước báo lớn, một cái năng lượng lớn để duy trì và truyền thừa lại cái truyền thống dân y tắm mưa, chuẩn bị vào mùa an cư kiết hạ của chư tăng. Như là quý cô tu nữ sẽ tòng hạ với chư tăng, nhưng mà các cô đâu có được dân cái này. Các cô cũng xuất gia, nhưng mà cái đây là dân y tắm mưa đến chư tăng. Thành ra các cô tòng hạ với chư tăng. Phật tử thí chủ có lòng thì có thể dâng vật dụng, kem bằng chải đánh răng cái gì đó để cho các cô nhu cầu xài trong ba mùa ăn cư thì vẫn thành tựu phước báo. Nhưng nó khác với này là Đức Phật ban hành đến chư tỳ kheo tăng. Hôm nay nếu quý vị nào có tinh thần hoài cổ một tí, truyền thống một tí, thì sư nghĩ là sẽ hợp với đề tài này. Còn ai mà có cái modern hiện đại một chút thì có lẽ là quý vị nghe cái bài này nó hơi nó không được offer lắm không?
Dạ, thì thôi cũng mong là vì hôm nay cái này sư muốn cố gắng nhấn mạnh lên cái truyền thống để quý vị thấy được cái tầm vóc quan trọng của ý nghĩa và cái sự góp mặt của quý vị ngày hôm nay. Cho nên rất mong, không phải là hôm nay không, đây rồi còn nhiều năm sau nữa, để gìn giữ cái truyền thống này, phía chư Tăng là phải bảo tồn được tăng số. Viết và cư sĩ quý vị là phải cố gắng làm sao để gìn giữ cái truyền thống. Mặc dù không có lễ này thì chư Tăng vẫn nhập hạ được nha quý vị. Nhưng mà sẽ có thì nó đầy đủ hơn và nó giữ được cái truyền thống mà Đức Phật ngày ban hành, ngày truyền đạt. Người đại diện đầu tiên đó là tín nữ Quý Sa Kha. Dạ. Dạ, hình này cái mùa hè vừa rồi mới tổ chức khóa tu hè cho mấy cháu ở trên chùa Tứ Phương Tăng. 3 tháng an cư nhập hạ Phật giáo Nguyên Thủy tính từ đâu? Tức là thời gian nào á? Có phải là chuẩn bị an cư không? An cư hay là chuẩn bị nhập hạ cũng được, hay là an cư mùa mưa cũng được. Dạ. Cái y hôm nay quý vị dân đó là Vasika Satika, là cái tấm vải thuộc mùa mưa. Mình dịch là y tấm mưa. Dạ, để dùng trong mùa mưa. Câu này thì những vị nào từng đi chùa biết hết rồi đúng không? Nhưng mà rồi quý vị sẽ bị hơi bị lăn tăn một chút xíu khi mà thấy 3 đáp án nó sẽ xuất hiện. Bây giờ ai muốn trả lời câu này sẽ ưu tiên cái người vòng ngoài cái coi. Bà con ngồi hành lang bên ngoài đó để nói mình ưu tiên trung tâm mà không đi đến vùng sâu vùng xa. Cái vòng ngoài có ai muốn trả lời câu này không? Không có hả quý vị? Ở ngoài thềm á, cái cổng chánh ở ngoài đó, quý vị ngồi ngoài có ai muốn trả lời câu này không? Xin cho đáp án đi ha, để quý vị suy nghĩ. Câu A là từ đêm 16 tháng 6 âm lịch đến sáng ngày 16 tháng 9 âm lịch. Câu B, từ ngày rằm tháng 6 âm lịch đến rằm tháng 9 âm lịch. Câu C, từ ngày rằm tháng 4 âm lịch đến ngày rằm tháng 7 âm lịch. Bà con ở vòng ngoài có ai muốn trả lời câu này không? Có một anh tuốt ngoài kia, mời anh gì đó, có đeo kính, mặc áo trắng, cục tai. Phải không? Xích qua cổng chính này đi, anh đứng ngay cổng chính nè. Xích lại cổng chính, xích lại cái cổng này để cho mọi người thấy mặt. Dạ, theo anh thì anh chọn đáp án nào? Câu A. Chắc không? Nếu mà chắc thì xin chúc mừng anh. Dạ, kính thưa quý vị, đó là đáp án A. Nhưng mà sở dĩ sẽ đưa lên gì là quý vị biết quý vị đang lấn cấn với câu nào không? Câu nào? Câu B, đúng vậy. Mà đố gì chứ nó khác biệt nhau chỗ nào vậy? À, anh gì đã bước lên đây sư tặng phần quà. Khác nhau chỗ nào? Như vậy thì cái ngày rằm tháng 6 á, sáng ngày rằm nguyên ngày đó chưa tính. Đêm đó chư Tăng bắt đầu mới nguyện hạ, cái đêm rằm á. Và đến rằm tháng 9 thì cái đêm rằm tháng 9 vẫn chưa hết hạ nha. Chư Tăng đêm đó mà đi không nguyện hạ, đức hạ như chơi. Sáng ngày 16 mới hoàn tất 3 tháng hạ. Cho nên mình nói là tới ngày rằm tháng 9 là dễ nhớ thôi. Nhưng phải đúng hết ngày rằm tháng 9 sáng ngày 16 mới tính. Chứ không tính 12 giờ đêm nha. 12 giờ đêm mình tính theo lịch Tây. Còn này Đức Phật là tính theo cái đêm. Hết đêm ngày 15 là bắt đầu mới tính. Sáng 16 là cái chùa dân y đầu tiên. Bây giờ anh Thiện Nam này sẽ tặng cho con voi. Con voi này sẽ cổng đi đường cũng khá xa nha. Và thể hiện cho sức mạnh. Mà dùng sức mạnh cho của mình vào cái chuyện gì đó là khác đúng không? Thì sư mong là hãy dùng sức mạnh về cơ bắp, sức mạnh về tinh thần trong cái việc tu tập, trong việc hộ trì Phật Pháp. Dạ, tuy là nhỏ nhưng mà mạnh lắm. Dạ. Như vậy thì chúng ta thấy được câu B và câu A mình khác nhau chưa? À, thành ra nếu như mà chư Tăng nhập hạ thì cái ngày rằm tháng 6 đó, chiều ngày hôm đó chư Tăng mới nguyện hạ. Cho nên có những vị buổi sáng quý vị cúng dường không có đủ mặt, nhưng mà trên đường đi tới chiều đó chư Tăng vẫn đến kịp thời để nguyện hạ với chư Tăng được. Và đến sáng ngày 16 tháng 9 chính thức hết mùa hạ và chư Tăng được phép nhận y ca thi ná. Ngày 15 chưa được dân. Dạ. Như vậy thì chúng ta lưu ý dùm là 3 tháng an cư kiết hạ này Đức Phật ngày ban hành là để giúp cho chư Tăng bớt đi lại du hóa bên ngoài, bớt lời dị nghị của thế gian, mà để an tâm tu tập nhiều hơn. 3 tháng hạ này là 3 tháng hạ cấm túc, hạn chế tối đa, có nghĩa là khi cần vẫn được đi, nhưng mà hạn chế cái việc đi du ngoại bên ngoài để mà tập trung vào cái việc tu tập nhiều hơn.
Như vậy thì cũng mong rằng là tất cả những Phật tử hay là những người hộ pháp đó, chúng ta biết được cái thời gian an cư kiết hạ cho tăng chính xác. Câu C là theo bên Phật giáo Bắc truyền là nhập hạ từ mùa Phật Đản tới mùa Vu Lan. Dạ, thì nó không phải là truyền thống của Nguyên Thủy. Dạ, hai truyền thống nó hơi khác nhau chút xíu. Rồi, mình còn 15 phút nữa. Hình này quý vị nhìn có quen không? Dạ. Những hình này sẽ nghĩ là chỉ có Ấn Độ mới vẽ được thôi. Đây là tư tưởng, bởi vì Ấn Độ giáo hay là Bà La Môn giáo, họ vẫn có cái triết lý về luân hồi. Trước thời Đức Phật ra đời, trước thời Đức Phật là giác ngộ, thì Ấn Độ vẫn tin có luân hồi nha quý vị. Vẫn tin nghiệp báo, vẫn tin rất là nhiều. Nhưng mà bên cạnh đó thì họ tin cái sự có thần linh, rồi họ tin nhiều cái khác nữa. Mà khi Đức Phật ngày ra đời thuyết kinh chuyển pháp luân vào rằm tháng 6, và từ đó chuyển khai về sau, thì Đức Phật ngày chỉnh đốn lại rất là nhiều định nghĩa và những từ ngữ mà thời Ấn Độ xưa đã xài. Câu này là gì đây? Bây giờ đọc được không? Bây giờ câu này nó có hai chữ cuối cùng, sư cho nó giấu đi. Hãy tìm hai cái từ này. Bây giờ sẽ để lên bảng cho quý vị ba đáp án, và sau đó ai thuộc câu này được là có thưởng. Dạ. Câu A, B và C. Như từ một đống hoa nhiều tràng hoa được làm, cũng vậy thân sinh tử làm được nhiều. Câu A là nhiều nghiệp sự, câu B là nhiều tăng sự, và câu C là nhiều thiện sự. Cái nào cũng sự hết trơn á. Sẽ lặp lại nha, để những vị bên ngoài không có nhìn được màn hình. Như từ một đống hoa nhiều tràng hoa được làm, cũng vậy thân sinh tử làm được nhiều nghiệp sự, tăng sự, thiện sự. Dạ. Cái cô này lẽ ra sư mời, kém may mắn là người kế một bên giúp đỡ đưa tay, thành ra sư không thể mời, là vì có sự có giám đốc ngồi kế bên đốc làm, đốc giơ tay. Dạ. À, cô này mời đưa tay sớm nha, mà đúng rồi, cô ngồi ngoài mặc áo tím á, ngoài, đúng rồi, áo tím có bịch khẩu trang. Theo cô thì cô chọn câu nào đây? Là câu C. Dạ. Nhiều thiện sự. Có ai có đáp án khác không? Trong này có đáp án khác này. Cô ngồi kế cái quạt ở dưới đó. Câu B. Chọn câu B là nhiều tăng sự. Có ai chọn câu A không? Ai chọn A giơ tay lên thử coi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hết rồi. Hình như quý vị chọn chờ câu D đó hả? Ở đây có 3 câu à. Bữa nay trong chùa không dám chọn câu D, không dám đưa đáp án D. 3 câu này thôi, chúng ta nhìn lên bảng. Bây giờ giữa hai cô ở phía sau coi ai chọn chính xác nha. Câu B hay là câu C, hay là một số vị chọn câu A. Câu nào cũng có sự hết á. Đà, đó là câu C, nhiều thiện sự. Tại sao? Mời cô bước lên tặng quà cái đi. À, tặng hai chữ bình an nha. Đôi khi cuộc đời mình chỉ cần hai chữ bình an thôi. Dạ. Cái này sư tìm được ở ngoài chùa Quán Sứ Hà Nội á. Đi ngang đó, đi thăm thấy đẹp quá. Dạ. Rồi. Rồi xa thôi. Còn cô bên kia để khích lệ tinh thần tặng cho một cái chữ phúc. Chuyển xuống giùm cái cô ngồi trước cái quạt á. Lá bồ đề với chữ phúc. Dạ. Một là mình có nhiều phước đức quá khứ, chỗ nhanh nhanh lên để mình nhờ. Hai là hiện tại phải tạo nhiều phước, tạo nhiều phúc. Dạ. Kính thưa quý vị, thì đó là chữ thiện sự. Bây giờ mời quý vị tất cả cùng đọc đó, thuộc lòng câu này. Ai đọc, ai thuộc lòng sẽ có thưởng. Tất cả quý vị cùng đọc ạ. À. Như từ một đống hoa. Yếu rồi, giờ mạnh mạnh lên chút đi. Như từ một đống hoa, nghiệp tràng hoa được làm, cũng vậy thân sinh tử làm được nhiều thiện sự. Lần nữa. Như từ một đống hoa, nhiều tràng hoa được làm,
cũng vậy thân sinh tử, làm được nhiều thiện sự. Ôm lại được không? Thử coi. Như từ một đống hoa, nhiều tràng hoa được làm, cũng vậy thân sinh tử, làm được nhiều thiện sự. Chị giải thích câu này tí nha. Câu này Đức Phật đang tán thán, đang khích lệ và cho cái người không ai xa lạ hết, đó là tín nữ Quý Sa Kha. Câu chuyện này dính liền với cuộc đời của bà. Sau khi dùng tiền mặt mua chiếc áo choàng của mình lại, bà dùng tiền đó để xây dựng cái chùa Búp Ba Ra Má Đông Phương Tự và thỉnh Đức Phật đến để cúng dường. Sau khi làm xong xuôi hết, bà cùng với con cháu, những người thân của bà đi vòng vòng cái chánh điện, vòng vòng ngôi chùa và ca hát ngâm nghê những bài kệ, cảm thấy vui mừng hạnh phúc khi làm được cái thiện sự này. Thì Đức Phật nói rằng đối với bà, không phải chỉ cái đời nay bà mới làm được cái thiện sự như thế này, trong nhiều đời nhiều kiếp bà làm được công đức nào hộ độ tâm bảo là bà làm với cái tâm hoan hỷ, làm với cái tâm dứt khoát. Và cái câu này để tán thán lên, Đức Phật ngài muốn nói là trong vòng sinh tử luân hồi nhiều đời nhiều kiếp, mỗi lần chúng ta sinh ra, chúng ta có 60 năm cuộc đời, 70 năm, 80 năm chi đó. Cái quan trọng nhất không phải là con số, đúng không quý vị? Mà là trong thời gian đó chúng ta làm cái gì? Chúng ta sống ra sao? Sống có được tình yêu thương của gia đình hay không? Có tròn trách nhiệm hay không? Và đối với nghiệp duyên của mình tạo được thiện nghiệp nhiều hay là ác nghiệp nhiều, phước nhiều hay là tội nhiều, thì đó mới là đánh giá được kết quả của mấy mươi năm trên cuộc đời này. Cho nên ở đây Đức Phật ngài khuyên là cũng vậy, thân sinh tử, cái thân này có mấy mươi năm thôi, có những người đâu có được cái tuổi của mình ngồi đây, đúng không? Dạ, có được tuổi ba mấy, hai mấy, nhiều là tuổi lắm. Không, chưa có làm được bao nhiêu công đức thiện sự hết thì vô thường đã đến, đã ra đi. Cho nên Đức Phật ngài vừa tán thán công hạnh của bà Quý Sa Kha, đồng thời khuyên chúng ta, có không, có chúng ta trong đó không? Là hãy tận dụng cái thân sinh tử này, tận dụng cái thân mạng này, cái phước duyên để được làm người này, hãy cố gắng tạo nhiều việc thiện, việc lành đi. Ở đây không chọn chữ tăng sự, bởi vì tăng sự là của chư tăng, việc của tăng. Như vậy thì đối với chư tăng là đúng, nhưng mà đối với cư sĩ là chưa hợp. Còn thiện sự là của tất cả mọi người. Tất cả những công đức thiện sự, như những thiện sự là gì? Bố thí cúng dường là thiện sự, giữ giới là thiện sự, từ thiện xã hội là thiện sự, cung kính cha mẹ là một thiện sự. Bố thí, nha, trì giới, cung kính, phục vụ, thuyết pháp, thính pháp, hồi hướng, tùy hỷ công đức, cải chánh chi kiến. Ủa sao có chính à? Bố thí, trì giới, tu thiền, cung kính, phục vụ, thuyết pháp, thính pháp, hồi hướng. Tùy hỷ và cải chánh chi kiến tức là ập lết cái tư tưởng này lên, thay đổi tư duy, đó là những thiện sự. Ngay cả không phải là chúng ta đi vào làm việc chùa hay là công đức, dọn nhà, phục vụ cho cha mẹ mình, cho người thân của mình với tâm hoan hỷ vẫn có phước. Không phải đi nuôi bệnh các sư, các sư cô hay là có phước, mà nuôi bệnh cha mẹ mình, người thân của mình với một cái tình mát mẻ, có tâm từ bi vẫn có phước, thưa quý vị. Quan trọng là cái tâm chúng ta là tâm gì. Cho nên ở đây Đức Phật ngài khuyên và động viên tất cả chúng ta hãy cố gắng, hãy nỗ lực với thân mạng làm người này. Đời sau làm người không chưa nói được, mà để rồi nay mai chúng ta bệnh tật tai nạn xảy ra, chúng ta lại không có cơ hội để làm nữa. Và nhất là cô Cúc chưa đặt chân đến đất Phật lần nào, không, sư cũng cầu mong cô đủ sức khỏe, đủ điều kiện thì cô có điều kiện mà, không có gì, chỉ có điều kiện thôi. Nhưng mà đủ sức khỏe thì đi mới được. Dạ, nên đi về một lần để cô sẽ cảm giác được những mảnh đất mà Đức Phật từng ngồi, Đức Thế Tôn từng hành đạo ở đâu, và bà sẽ chạm chân được đến những mảnh đất của ông cấp cô độc bà Quý Sa Kha, để mình mới cảm thấy được mình là cái người đi sao, mình có cái duyên như thế nào đó được mình đến đó. Còn những vị nào chưa được đi thì không sao cả, chúng ta hướng tâm, quan trọng nhất là cái hành pháp, sống thiện sống lành mới là cái quan trọng nhất. Chứ mình không có điều kiện sao qua tới bển, đi bộ đâu đi đâu có nổi. Dạ, hay là quý cô tu nữ lớn tuổi, quý vị cũng không có đủ sức khỏe để đi, thì thôi chúng ta chỉ hướng tâm về thôi. Dạ. Rồi bây giờ ai thuộc được câu này đọc lại giùm. Chà, giơ tay lẹ dữ vậy. Bé, bé gái, nhỏ nhỏ. Con đọc lớn lên được không? Rồi, xa thú, chà. Không, không dấp, không có sai chữ nào đúng không? Dạ, con bước lên đây tặng cho phần quà. Rồi, có vị nào khác nữa không?
Ai ai một người nữa coi. Một người giơ tay, hai người giơ tay, ba người giơ tay. Bên hai cánh gà thì không thấy ai giơ tay hết. Dạ, mời cô áo trắng ngồi giữa coi. Dạ, dạ đúng rồi. Bé gái lên đây con. Đọc lại giùm. Chính xác. Trời ơi, câu cuối dấp dấp tí không? Xém đổi chữ rồi đó. Dạ đúng rồi đó. Rồi, mời hai vị bước lên đây. Bước lên đây. Em bé này dưới, dạ mời cô bước lên. Sư muốn nghe một thiện nam đọc à? Có chú thiện nam nào đọc lại câu này được không? Tặng công có túi đi, đựng phước, đựng chừng nào đầy túi này thôi nha. Đựng công đức thiện sự chừng nào đầy thôi. Dạ. Rồi. Này tặng cô chiếc lá Bồ đề của Ấn Độ. Dạ xa thật nha. Dạ không, ở đây không có. Có anh Thiên Nam đã đọc lại câu này giùm sư được không? Một người nữa, sư muốn nghe người nữa. Thời gian của mình vừa đủ. Có không quý vị? Nếu mà Thiện Nam không có giơ tay lên thì mời tính nữ tiếp. Có không quý vị? Ở trên này hai Thiện Nam này sẽ ngồi đây. Đã ưu tiên cho Thiện Nam mà Thiện Nam hả? Một người nữa đi, sẽ còn một chiếc lá Bồ đề. Còn một chiếc lá Bồ đề nữa. Câu này đi, câu này đúng không? Cái tay đeo đồng hồ giơ lên đấy, đeo kính đấy. Dạ. Người của TBS. Rồi đọc lớn giùm sư. Cũng vậy gì? Đúng. Rồi xa thú à, đi sao đúng không? Phải chân chu hơn. Nhưng mà nãy khựng khựng ở chỗ gì đó. Rồi mời bước lên đây. Bây giờ mời tất cả chúng ta cùng đọc lại bài này. Sư muốn là cái câu này làm sao chúng ta phải nằm lòng để nhắc nhở mình. Thôi quên đó, coi như câu chú đi. Mời tất cả cùng đọc à. Như đóng hoa, nhiều tràng hoa được làm, cũng bằng sinh tử làm được nhiều thiện sự. Hình như mình chưa thuộc hết ta. Mời đọc lại lần nữa. Như từ một đống hoa, nhiều tràng hoa được làm, cũng vậy thân sinh tử làm được nhiều thiện sự. Như từ một đống hoa, nhiều tràng hoa được làm, cũng vậy thân sinh tử làm được nhiều thiện sự. Cái dòng hoa hay là các lẵng hoa trên bàn chúng ta thấy là nó kết từ những cái hoa lẻ đúng không? Thì trong dòng hồi của mình đó, hãy cố gắng trong một kiếp, hãy cố gắng làm nhiều thiện sự kết lại thành một cái vòng hoa thiện sự. Và một kiếp người như vậy hãy là một đóa hoa thiện pháp. Để sâu chuỗi nhiều kiếp như vậy thì cái phiền não chúng ta sẽ giảm dần, con đường thanh thản chúng ta càng rộng hơn, và con đường đứng đến giải thoát chấm dứt sinh tử luân hồi nó sẽ gần hơn. Chứ còn mỗi một kiếp người là một chuỗi dài đau khổ, là một chuỗi dài bất thiện, là một chuỗi dài lầm lạc. Như vậy thì kết nối những chuỗi dài đó chúng ta chỉ xuống đại dương thôi. Nó chìm chứ không thể nào đi lên được. Thành ra cũng mong rằng hôm nay ngày lễ dân y tắm mưa tại chùa Siêu Liên cũng là một đóa hoa, mà không chỉ là mỗi một con tim của chúng ta là một đóa hoa thiện pháp, mà tất cả đây chúng ta ngồi 100 mấy 200 người là kết thành một cái tràng hoa thiện pháp trong buổi sáng ngày hôm nay. Và có như vậy thì chúng ta không có phí ngày hôm nay. Hôm nay là cái ngày đặc biệt, là cái ngày ý nghĩa nhiều nhất trong các ngày. Nếu so trong tuần này nó là đặc biệt nhất trong tuần, trong tháng nó là đặc biệt nhất trong tháng, mà nếu như trong năm là đặc biệt nhất trong năm. Bởi vì trong một năm chúng ta chỉ có một ngày dân y tắm mưa thôi quý vị, không có làm hai ngày được cho một ngôi chùa. Và kính thưa quý vị thì đó là sư tóm tắt lại nội dung của ngày hôm nay. Thứ nhất đó là thí chủ thừa kế truyền thống Phật Ban. Hôm nay tất cả quý vị ngồi đây, chúng ta thừa kế hai truyền thống đúng không? Thứ nhất là dân y tắm mưa, thứ hai là cúng dường đặt bát.
Và cái ý nghĩa thứ hai là cái duyên lành để tham dự cái truyền thống hơn 2566 năm. Đây là một truyền thống hơn suốt 26 thế kỷ được truyền thừa qua nhiều quốc gia, nhiều dân tộc. Và hôm nay quý vị làm được cái việc đó. Cái ý nghĩa thứ ba là tiếp bước gương lành của tín nữ quý Sa Kha. Như vậy thì các thiện nam ngồi đây mình có noi gương lành của bà được không? Được chứ. Tức là mình noi gương lành thiện pháp bà làm trước, mà nhờ có bà thì hôm nay các thiện nam, các tín nữ chúng ta mới có điều kiện, mới có cái duyên lành để tiếp tục làm những cái công đức này. Và cái điều thứ tư là ý nghĩa lễ lớn nhất, đó là kế thừa truyền thống hộ tăng hộ pháp. Thời gian để chư tăng nhập hạ 3 tháng. Đó là từ đêm 16 tháng 6 âm lịch cho hết tới sáng ngày 15, sáng ngày 16, tức là hết đêm ngày 15 tháng 9 âm lịch. Và cái cuối cùng với bài kệ của Đức Phật tán thán công hạnh công đức của tín nữ quý Sa Kha, đó là tranh thủ hơi thở của 60 năm mà làm thiện sự. Thành ra ở đây vị nào càng lớn tuổi cảm thấy sức khỏe mình nó càng dần yếu đi, chúng ta phải tranh thủ rất là nhiều. Ở nhà chúng ta làm thiện sự được không? Được, giữ giới là một thiện sự. Lúc quý vị trong công ty làm việc, làm giày, làm ví, làm mọi cái, quý vị làm chánh niệm đàng hoàng, trong chánh niệm quý vị vẫn tạo thiện pháp được. Rồi chúng ta tuân thủ nội quy của công ty hay là trong xã hội của mình, tất cả rất là nhiều thiện sự chúng ta có thể làm, chỉ có chúng ta cần hiểu biết và tác ý tới. Đó là nội dung của cái buổi lễ hôm nay trong tại chùa Siêu Lý này, với cái đề tài là truyền thống Phật ban. Mong rằng cái buổi giảng hôm nay sẽ cung cấp thêm một số thông tin, một số tài liệu để người Phật tử chúng ta thấy hoan hỷ hơn khi chúng ta có mặt trong một cái buổi lễ, có được cái truyền thống bề dày 26 thế kỷ qua được tiếp tục truyền thừa, và chắc chắn là còn tiếp tục nữa, đúng không quý vị? Sẽ còn tiếp tục truyền thừa nữa chứ không phải dừng tại đây, không phải dừng trong năm này. Nhưng bao giờ là chấm dứt thì chúng ta chưa có biết. Là khi nào Phật giáo băng hoại, khi nào Phật giáo mất thì lúc đó mới không còn nữa. Chứ ngày nào mà còn chư tỳ kheo tăng, còn thiện nam tín nữ thì suy nghĩ rằng lúc đó cái truyền thống này được tiếp tục. Thì đến đây xin được kết thúc cái thời giảng sáng hôm nay. Xin tóm tắt lại để kính chúc cho bên gia đình thí chủ, đó là đạo tràng Giác Bảo Hoa, công ty giày Thái Bình, cô Cúc, tất cả các anh chị em công nhân, các ban lãnh đạo cũng như các Phật tử đến đây để tham dự trong buổi lễ này được công đức. Đặc biệt là chúng ta hãy nhớ đến cái ý nghĩa lớn lao, đó là chúng ta truyền thừa được một cái truyền thống mà Đức Phật Ngài đã ban hành 26 thế kỷ qua, và chúng ta lại là người tiếp tục, và con em chúng ta lại tiếp tục truyền thừa cái truyền thống này nữa để cho Phật giáo được hưng thịnh, được trường tồn. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cõi trần gian rắc gieo an lành rưới ban pháp màu, người về từ cõi trời cao đâu xuất hiện thân chứng nên đau vàng. Phật Đà thì hiện về đây đứng vua tinh phàm mà gia mẫu hoàng, trời người cả thảy đều vui tròn niềm hân hoan. Vui thay đứng Phật ra đời, vui thay đạo pháp rạng ngời trần gian, vui thay tăng gia hòa hợp, vui thay tứ chúng đồng tu pháp lành. Phật Đà bậc đại từ bi, chúng con xin nguyện quy tập hỷ xả lời tha, gieo rắc
tình thương đạo đời hoa vui. Cõi trần gian rắc gieo an lành rưới ban pháp màu, người về từ cõi trời cao đâu xuất hiện thân chứng nên đau vàng. Phật Đà thì hiện về đây đức vua Tịnh Phạn Ma Gia Mẫu Hoàng, trời người cả thảy đều vui tôn tròn niềm hân hoan. Vui thay đấng Phật ra đời, vui thay đạo pháp rạng ngời trần gian, vui thay tăng gia hòa hợp, vui thay tứ chúng đồng tu pháp lành. Phật Đà bậc đại từ bi, chúng con xin nguyện quy thị xa lời tha, gieo rắc tình thương đạo đời hoa vui. Thực tập thị xa lời tha, gieo rắc tình thương mừng Phật đản sanh. Nhân loại mừng vui cùng đón Như Lai, Ngài về ban phước nhân sanh, truyền trao chân lý an vui, lời tha khắp cả muôn loài. Nhân thế hôm nay niềm vui dâng trào, chung lòng cùng nhau mừng đón Như Lai. Phật Đà bi trí vô biên, tình thương gieo khắp nhân sanh, lành thay có Phật trên đời. Hạnh phúc thay đức Phật ra đời, hạnh phúc thay giáo pháp giang xa, hạnh phúc chúng con được nương Ngài, hạnh phúc thay người biết gieo nhân lành. Thành kính dâng hương lòng lên Ngài, ngàn đóa hoa với đức trang nghiêm, đồng kính dâng thể tôn lòng chân thành, nguyện thể nhân thường sống trong đạo già. Con mãi ghi ơn Phật sanh ra đời, đem lại trần gian nguồn pháp thâm sâu, lời Phật cao quý vô biên, hành theo con thấy an nhiên, lành thay đức Phật ra đời.